thân mến, em sẽ luôn luôn có một câu hỏi, đó là Mep ơi, em không rõ sự khác nhau về chứng minh tài chính, đặc biệt là về sổ tiết kiệm giữa top 1, top 2 và top 3. Chính vì vậy, clip này dành riêng cho em để em có thể hiểu rõ. Hiện nay, chúng ta cần phải hiểu một thực tế, đó là cả top 1, top 2 và top 3 đều cần phải chứng minh tài chính. Rất nhiều bạn hiểu lầm rằng là có một số trường không phải chứng minh tài chính, dù là điều kiện tài chính như thế nào, dù là không có giấy tờ, bạn cũng có thể đi được. Đây là một quan niệm sai lầm, bạn cần phải hiểu đúng và chỉnh đốn ngay để mình không bị nhầm trong quá trình mình chọn trường cũng như trong quá trình mình cùng gia đình chuẩn bị tài chính. Về bản chất, chúng ta đang có top 1 và top 3. Nếu các bạn có mã code của các trường này, các bạn sẽ không phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính vào đại sứ quán khi các bạn xin visa vì các bạn đã có mã code rồi. Tuy nhiên, các bạn sẽ vẫn phải chứng minh tài chính với trường để được trường nhận, bởi vì trường sẽ thay mặt cục cũng như là đại sứ quán xét hồ sơ cho các bạn, và các bạn chắc chắn là phải có điều kiện tài chính rồi thì mình mới có thể vào được các trường này. Như vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt về vấn đề chứng minh tài chính, đặc biệt là về sổ tiết kiệm giữa 3 top trường. Về top trường top 1, chúng ta sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là các trường xin mã code. Hiện nay các trường top 1, khi các bạn nộp hồ sơ sang trường, trường sẽ vẫn xét tài chính và các bạn bắt buộc phải cung cấp một sổ tiết kiệm trị giá 10.000 đô. Sổ này các bạn được chọn ở hai hình thức. Thứ nhất đó là sổ gửi trong ngân hàng Việt Nam để trước 6 tháng, mang tên bạn là tốt nhất, hoặc có thể mang tên phụ huynh. Và bên cạnh đó, các bạn nhớ rằng ngay cả các bạn có thể gửi là 5 tháng, 29 ngày cũng không đủ, mà phải chính xác thời điểm là 6 tháng. Ví dụ các bạn đi du học vào tháng 12, như vậy hồ sơ sẽ nộp sang trường rơi vào tầm khoảng tháng 10 và sẽ vào cục xuất nhập cảnh xin code tầm khoảng cuối tháng 10. Thì sổ đó sẽ phải được gửi lùi 6 tháng, tức là gửi từ tháng 4 cùng năm để đủ có thời hạn là 6 tháng nhé. Thứ hai, các bạn có một lựa chọn khác, đó là nếu gia đình không có sổ được gửi trước 6 tháng, các bạn có thể chuẩn bị một sổ đóng băng case study 10.000 đô trong ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam được chỉ định, đó là ngân hàng URI hoặc là ngân hàng Shinhan. Với sổ đóng băng case study 10.000 đô, các bạn lưu ý thứ nhất, chúng ta sẽ không cần phải gửi trước 6 tháng, chúng ta gửi khi nộp vào trường thôi. Thứ hai, đó là điều kiện để rút ra, đó là các bạn chỉ được rút khi các bạn sang Hàn Quốc, và sau mỗi 6 tháng chúng ta sẽ được rút một nửa số tiền này, tức là 5.000 đô. Điều kiện được rút, thứ nhất, các bạn phải tuân thủ luật pháp Hàn Quốc. Thứ hai, các bạn gia hạn được visa, và đặc biệt chúng mình không bỏ trốn bất hợp pháp nhé. Đó là về sổ top 1. Nếu các bạn chọn những trường top 1 nhưng không ra mã code mà ra thư mời thẳng, về bản chất thì đúng như một trường top 2, tức là chúng ta phải chứng minh tài chính với trường, và khi có thư mời từ trường, chúng ta tiếp tục phải chứng minh tài chính với đại sứ quán nữa. Và các bạn nhớ rằng với đại sứ quán, chúng ta cũng sẽ được sử dụng một trong hai hình thức sổ tiết kiệm này, đó có thể là sổ tiết kiệm 10.000 đô được để trước 6 tháng gửi trong ngân hàng Việt Nam, hoặc là sổ đóng băng case study không cần phải gửi trước 10.000 đô và để trong ngân hàng Hàn Quốc là Shinhan hoặc là URI. Như vậy, đó là vấn đề về chứng minh tài chính của các trường top 1. Với các trường top 2, chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải trải qua hai bước chứng minh tài chính. Thứ nhất đó là chứng minh tài chính với trường, và thứ hai là chứng minh tài chính với đại sứ quán. Các bạn lưu ý rằng thời điểm này được coi là một trong những thời điểm khó khăn nhất về mặt chứng minh tài chính của top 2 đối với đại sứ quán, bởi vì hơn bao giờ hết đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đang xét tài chính rất kỹ của các bạn top 2. Nếu các bạn khai rằng bố mẹ làm công việc gì thì đại sứ quán cũng sẽ gọi điện về cho phụ huynh của các bạn, đặc biệt gọi về cơ quan nơi bố mẹ các bạn làm việc và gọi cả về địa phương nơi gia đình các bạn sinh sống nữa để xác minh nghề nghiệp. Chính vì vậy nên các bạn cần phải đặc biệt kỹ lưỡng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ top 2 với hồ sơ nộp vào đại sứ quán phải trùng khớp với công việc hiện nay của các bạn để tránh những rủi ro không đáng có. Ví dụ, nếu nghề nghiệp khai trong hồ sơ khác với hồ sơ nộp vào đại sứ quán, bố các bạn có thể là làm công nhân, nhưng nếu khai là trưởng phòng, nếu đại sứ quán gọi về công ty và thấy có sự vênh lệch, chắc chắn các bạn sẽ bị đánh trượt dù hồ sơ đẹp đến mức nào. Bên cạnh đó, nếu các bạn khai nhận trong hồ sơ rằng là bố mẹ các bạn kinh doanh nhưng thực sự bố mẹ các bạn làm nông nghiệp, nếu đại sứ quán gọi về địa phương sẽ có người xác nhận rằng công việc của bố mẹ các bạn hiện nay đang làm nông nghiệp. Như vậy, sự vênh lệch về hồ sơ và về nghề nghiệp này chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả là trượt visa. Các bạn cần phải nhớ, với top 2 hiện nay, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc tiếng Hàn của các bạn phải xuất sắc, mà phụ thuộc rất rất nhiều vào việc hồ sơ tài chính của các bạn được chuẩn bị như thế nào, không chỉ dừng lại ở cuốn sổ tiết kiệm nhé. Với các trường top 3 về chứng minh tài chính, chúng ta hiểu rõ chúng ta không có lựa chọn với sổ Việt Nam, chúng ta bắt buộc phải đóng băng 10.000 đô. Và chương trình đóng băng 10.000 đô case study này
được chỉ định cho đúng hai ngân hàng hiện nay, đó là ngân hàng Shinhan và ngân hàng Uri. Điều kiện rút ra các bạn cũng giống như bất kỳ các top trường nào, đó là khi sang Hàn bạn cần phải trải qua 6 tháng học đầu tiên, bạn phải gia hạn visa, bạn không phạm pháp, bạn không bỏ trốn thì bạn có thể rút được 5.000 này. Và tiếp tục sau 6 tháng tiếp theo, nếu bạn đáp ứng được những điều kiện này, bạn được rút ra 5.000 còn lại. Như vậy về bản chất của sổ case study 10.000 đô, bạn không mất đi số tiền này. Đây là một bảo chứng về khả năng tài chính của các bạn, cũng như lời hứa của các bạn với trường và với cục xuất nhập cảnh về việc các bạn sẽ học tập chăm chỉ và không xảy ra hiện tượng là bỏ ra ngoài bất hợp pháp. Trên đây MEP tư vấn cho các bạn những điểm chính về sự khác biệt trong chứng minh tài chính, đặc biệt về số tiết kiệm giữa nhóm trường top 1, top 2, top 3. MEP muốn kết luận lại, thứ nhất, chúng ta không có trường nào miễn chứng minh tài chính 100% cả. Ngay khi các bạn nộp hồ sơ vào các trường mã cốt, tức là các bạn sẽ được miễn giảm hồ sơ khi nộp hồ sơ vào đại sứ quán và tổng lãnh sự quán. Nếu các bạn có mã cốt rồi thì các bạn vẫn sẽ phải chứng minh tài chính với trường đó hoặc là với cục đó. Còn thứ hai, với các bạn nộp hồ sơ vào các trường top 2 xin thư mời hoặc các trường top 1 ra thư mời chứ không ra mã cốt, chúng mình phải chứng minh tài chính 2 lần, một là với trường, hai là với đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán. Chúng mình nhớ những chi tiết này để mình không hiểu lầm và không đưa ra những câu hỏi như là MEP ơi, có trường nào không phải chứng minh tài chính không nhá. Hẹn các bạn tại MEP để luôn luôn được cập nhật và hiểu đúng về chính sách visa du học Hàn Quốc. As long as